Chào các bạn, hôm nay Phố Công nghệ xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm camera giám sát công nghệ IP xuất xứ Trung Quốc thương hiệu Zahua. mà máy là DH gạch ngang IPC gạch ngang HFVK2231 TP gạch ngang AS gạch ngang S2. Camera này sẽ có độ phân giải 20 megapixel, đèn nét hồng ngoại thông minh cho khả năng nhìn đêm hình ảnh đen trắng tầm xa lên tới 80m, chuẩn đến hình cộng, ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn ngang khoảng 90 độ, chức năng chống ngược sáng wdr 120dB, giảm nhô số 3D DDR, chế độ ngày đêm ICR, tự động cân bằng trắng AVKB, tự động bù tín hiệu ảnh AGC, bù sáng BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256 GB, chuẩn kết nối onvip. Camera được làm bằng hợp chất metal và nhựa, thiết kế dạng thân trụ lên sử dụng ngoài trời chống mưa nắng. Thiết bị hoạt động độc lập hoặc được lắp đặt theo hệ thống sử dụng phù hợp ở nhiều địa điểm khác nhau như tại nhà riêng, công ty, văn phòng, cơ quan. Camera giám sát này được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc và được Phố công nghệ chúng tôi phân phối chính hãng. Bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm thiết bị camera, phụ kiện lắp đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Để được tư vấn và mua sản phẩm với giá tốt nhất, mời các bạn vui lòng truy cập website phố công nghệ.com.vn hoặc hotline 0988803283. Xin trân trọng cảm ơn.